Dạ dạ thưa bà con, tôi xin tự giới thiệu tôi tên. Dạ tên nghe kỳ cục quá à. Dạ ông Ráng, còn tía tôi tên Tam Hoàng, quê quán ở Long An, trước làm nghề bán than, má tôi cũng bán quán giá cà phê, sau này sập tiệm trở về quê ngoại ở Kiên Giang làm nghề bán bánh tráng. Dạ còn nghề của tôi cũng khỏe re à, khỏe như bò kéo xe vậy, tối ngày cứ giọt tới ve lui, vậy mà một vợ sáu con, tôi cũng sống phè phè. Dạ đó cũng là nhờ trung manh nắp phe, nếu không nhờ vậy thì tôi đã tiêu tùng từ lâu, chứ đâu nghe được sung sướng như bây giờ. Còn cái của tôi chắc cũng sống cù bất nghe cùng nhà bơ, đó là nhờ phước đức của nghe tía tôi ngày trước ăn chay nằm đất của nằm chiêu, cho dai nhẹ lời lúa điền lúa ruộng góp về nương tay. E e e e e vậy mà có đứa xấu miệng xấu mồm nó bảo là tía tôi độc ác thì không biết điều gì hết ráo, đừng nói chi ai chính con vợ tôi đây nè, lâu lâu nó cũng chơi xỏ đá kéo tôi về cái vụ này hoài à. Nó nói anh Út à, anh Út, phải chi hồi đó tía má chỉ để anh hai, chị ba, anh tư thôi, đừng có ráng thêm chi anh nữa thì đời em bây giờ đâu đến nỗi khổ gì nè. Trời đất ơi, nghe tới đó cái ruột non ruột già phèo mẹ phèo con gì của tôi muốn lộn lên tới não, tôi mới vỗ bàn nghe một cái rầm. Nè em hai, em hai mâm ruột, em nói cái gì? Trời xanh voi xanh cỏ chớ có bỏ chết ngày nào, quỷ thần đất ơi nó lại nhúng tướng trời môi chọc cho tôi sôi gan. Học đâu ba cái luận điệu về đây em dạy, Út Ráng này xưa nay chẳng có thua ai. Tưởng vậy là em, ai về đâu mấy bữa sau từ ngoài chợ tôi mới thả về bước vô tới cửa, thì con Đũng, con gái thứ ba tôi, nó miêu máu, ba ơi, con đói bụng quá ba ơi. Chưa kịp trả lời trả giống gì thì con Đỉnh nó khóc ầm lên. Tôi mới quay qua nó thì con Đành, con gái lớn tôi, từ đâu sau hè lũi tới nhăn nhó. Ba ơi, má chờ em đoạn đi bệnh viện hồi sáng rồi. Thôi 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 đừng báo cáo nữa các binh sĩ con ơi, ba muốn ngục hơi đứt thở rồi đây nè. Ơi hơi trời bơ xóm làng con nghe, gia đình tôi sao rối ren như vậy, tiền nong không còn gạo trong nhà cũng hết, đứa đói đứa là đứa thì vô bệnh viện, lâm đo đài thân tôi cũng chỉ vì cảnh đông con. Rồi từ ngày đó tôi mới nằm gác tay trên trán ngẫm nghĩ lời con vợ tôi nó nói nghe cũng chi phải. Anh Út ơi cho em đi đặt vòng nghe anh Út, lúc trước hãy nghe tới câu này là tôi phùng mang trợn má cãi lại, chứ phải chi bây giờ nó nói anh Út ơi cho em đi đặt vòng. Ừ được được, chẳng những em đặt một vòng mà 10 vòng cũng được nữa, khổ quá rồi. Nhớ lại bữa hổm tôi thêm tức cái thằng ba gà mổ ở ngoài chợ trời á, nó biểu tôi Út Ráng à, cứ việc cho vợ mày đẻ thả cửa đi, đông vui mà, trời ơi đông vui mà hao khổ lắm. Rồi bà con biết không, mới hồi chiều này nè, bà đi bán mắm rốt về, tôi thấy mặt mày nhăn nhó bán 50 xu không mua nữa. Bà nói, lần này mà anh không chịu cho em kế hoạch nữa thì thôi, nhà đó anh ở đi, tôi đi luôn. Khoan khoan, em hỡi em hai ơi, em chớ có ra đi bỏ anh một mình. Anh đây đã hiểu ra rồi, phải thi hành chuyện đặt vòng. Em ơi đâu phải tại anh hay tại em, mà tại cái tập quán ngàn đời đang sâu vào trong mỗi chúng ta thâm căn khu đế.
rằng trời xanh voi xanh co cho đến giờ phút này đây anh đã rõ đuôi. Ngày mới cưới em anh cũng muốn làm giàu, nghe người ta nói đông con nhiều cháu mau giàu sang phú quý, nhưng trời ơi bạc tiền ở đâu mà chỉ thêm lo. Đừng đua đòi đẻ đều đều, đẻ đông đàn đông đời đành đen đi. Tánh tôi thì thích thơm tho, tâm thân thông thả tính tôi thiệt thà. Lâu nay nó chạy theo cái triết lý lỗi thời là nhất nam giết hữu, còn thập nữ giết vô, muốn kiếm một đứa con trai để nối dòng nối họ. Bây giờ đã rõ sự tình, mau mau kế hoạch gia đình từ đây này các con. Đành đoạn đụng đỉnh đông đầy, má bay ba cũng rung rinh miệng cười. Giờ đã hiểu ra một điều em ơi, gia đình đẹp đôi nên có hai con, làm chi đẻ muộn sức khỏe hao mòn, vợ chồng lo cũng không xong. Còn chi con cái ăn nó với học hành. Dạ dạ thưa bà con, tôi đã hiểu rồi. Vợ chồng tôi từ nay xin hứa, kế hoạch liền chẳng đẻ nữa đâu, vì đây là chuyện nước chuyện dân, với đâu chuyện giỡn, ai muốn làm sao thì làm.